Hello mấy anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu IMF brand Honduras. Honduras thì nói chung là một cái sản phẩm mà gọi là cà phê mà ở Việt Nam hiện tại thì chưa có nhiều người xài. Hiện tại thì có một số anh em đang xài Nicaragua thôi. Nhưng mà Honduras một cái đặc trưng là nó giống như Colombia Supremo vậy mấy anh em. Nhưng mà cái hương thì nó không bằng, nhưng mà hàng mà bán mà để làm cái base espresso rất là tốt. Nó rất là thicker body. Thứ hai rất là creamy. Thứ ba nữa là đặc trưng của Browning Sugar, nên cái thằng này là làm cho espresso rất là ngon. Và hiện tại sản phẩm này đa số là mình rang, chủ yếu là mình xuất về đi Campuchia là nhiều. Thì có một số anh em ở Campuchia họ thích xài là cái thằng Honduras này đó. Thì hôm nay mình sẽ cận cảnh là qua rang Honduras nó như thế nào và cấp độ nào cho mấy em tham khảo. Ok, ready. À, thì hiện tại ở đây là mình đang rang Honduras. Hiện tại là bước vô cái giai đoạn gọi là gần yellow nha mấy anh em. Gần yellow thì hiện tại của nhiệt độ của nó là ở đây. Nhiệt độ đây là hiện tại là 14 độ cho 1 phút. 3 phút 54 rồi. Ok. Và cái kết nối với cái điện thoại mới thấy được. Thì ở đây mấy anh em giờ. Rất là nhàn, rang rất là đơn giản ha. Rang không có gì gọi là khó khăn hết á. Vẫn như mọi ngày thôi. Thì đây là cái mẻ mình mới vừa rang xong, thì mình đợi một hồi nữa cho mấy anh em coi cận cảnh luôn. Còn đây là cái Honduras mà bạn Hiếu là phụ trách rang cái mã hàng này cho công ty mình. Thì ở công ty mình có hai người rang, một người là Justin, một người là Hiếu. Thì là Hiếu là phụ trách về rang Arabica, còn Justin là phụ trách về rang Ro. Ở đây mình quy định nó rõ ràng hết, người nào của việc người nào người đó để làm, chứ không có được xén vô của nhau. Còn mình thì chém gió, mình thì lên Facebook và với YouTube ngày nào cũng nói về máy rang thôi. Đây ai yellow, chuẩn bị yellow hoàn toàn mấy em ơi. Màu đẹp không? Màu nó tươi rói à, đã màu tươi rói luôn, tươi rói luôn, đảm bảo với em chút nữa là tươi rói luôn á. Đây rất là đẹp, rất là đẹp. Đợi cái mẫu thành phẩm này thì trong thời gian mình chờ cái sản phẩm thành phẩm này Honduras, thì mình sẽ lên một cái ghế thần thoại chứ cao quá, mình sẽ quay về cái green bean này. Cái green bean này mấy anh em, green bean của nó đó, green bean mấy anh em giờ mà nặng hạt lắm anh em ơi. Nói chung green bean nó rất là nặng hạt, không biết là nó độn cái gì vô hay làm gì mà nặng lắm. Đây đúng là hàng quá, nó sạch trơn rồi mấy anh em, quá sạch lắm. Độ ẩm của nó nãy mình đo được là 11.8. Thì ở đây là Honduras. Nói chung Honduras giá trị nó không rẻ, giá trị rẻ. Ok. Đây cận cảnh cho mấy anh em xem cái Honduras, coi nó long lanh nó như cả nào. Long lanh kìa nè. Thì nói chung là rang bằng máy rang IMF nó khỏe lắm anh em. Có nhiều anh em hỏi tối ngày cứ rang Ro với rang AT hoài, bữa nào rang cái khác đi. Mình có nguyên cái list hàng của cơm cô luôn, rang vô tư luôn. Rang giờ nào cũng được, rang như thế nào cũng được. Ok, quay đi. Đây để mình cầm lên cho mấy anh em xem ha, cho rõ ha. Đây Honduras nó đều do luôn mấy anh em, nó đều do luôn, nó đều do luôn, không có gì gọi là khó khăn hết á, đều do. Nhìn rất là sướng, nhìn rất là sướng cái mắt. Anh em nào mà thích mua hàng mà nó đều do vô thì mình mua cái hàng này nè, nó đều do liền, nó ngon lành liền à. Rất là đơn giản. Honduras mà nói chung là cái hàng này là mình không có plan làm espresso, mà chủ yếu là mình gia công và sản xuất bán đi một chỗ khác. Hiện tại là khu vực mà xài nhiều là khu vực Campuchia đang mua sản phẩm này nhiều. Một tháng thì nói chung không có nhiều anh em. Một tháng thì mình bán qua Campuchia với cái sản phẩm này khoảng có 500kg là cùng thành phẩm đó nha, thành phẩm. Nhưng mà được cái là cơm cô giữ uy tín, là có nghĩa là cái hàng này là mà nhập về lần số lượng lớn để mình xài thôi.
cái thằng Honduras với Ethiopia Sidamo G4 là chủ lực luôn á, giống như hàng chủ lực công ty mình luôn vậy. Hiện tại bây giờ là giai đoạn là 7 phút rồi mấy anh em, 7 phút à, 7 phút thì trên mình vẫn chạy cái profile của trên này là profile của Arabica. Honduras thì cái profile nó khác, tại cái chất hạt nó khác nên là mình cũng chạy cái profile nó khác hơn. Đây, nó cũng khác hơn mấy anh em, nó không có giống như bữa hộp. Hiện tại bây giờ 7 phút của nó là 8 độ, nhiệt hot air là 345 BV của nó, thật sự là 349, 350 đang chạy xuống. Đấy, thấy BV không? BV của nó là cái nhiệt mà mình cho nó vô á. Mình trên là thấy không? SB là set point, mình set 345 thì nó sẽ nhảy xuống 345. À, 344. Chủ yếu là mấy anh em coi cái nhiệt độ ổn định hay không ở chỗ này nè. À, nó nhảy liên tục và khi nào 345 nó mới dừng. 346 và lại nó nhảy trở lại, có nghĩa là nó rất xài cái máy rang IMF này, nó cũng bị hơi gọi là hao hơi khi mà nhiệt độ mà nó cứ nhảy liên tục hoài. Nhiều khi áp suất ga mình không ổn định thì thằng này nó sẽ nhảy nhiều, thằng Vortex này nè, nó nhảy vậy đó, nên là rất là mệt mỏi chứ không phải đơn giản đâu. À, nên là nó nhảy liên tục nó, thấy không? 335 mình set 335 nó nhảy tiếp xuống, có nghĩa là khoảng cỡ là vài độ là mình lại xét một cái bước nhảy khác nhau, vài độ xét bước nhảy khác nhau, nói chung là xét liên tục vậy đó. Thì rang mà rang trên cái máy rang cơ á, mà Santoku hay là máy rang nào mà rang bằng manual á, thì mình xét nó đơn giản là 3 bước chạy thôi, nhưng mà trên máy rang hot air thì xét nó mười mấy bước. Thực tế ra là trên lệch chừng 1-2 độ là bắt đầu xét cái profile nó chạy. Nói chung là cái khó là mình rang nhiều mã hàng khác nhau trên con IMF này, rồi mình rút ra được cái kết luận là mình nên rang ở cái level nào tốt nhất, và thứ hai nữa là nên rang như thế nào. À, chứ thực tế ra thì nó cũng không có cái quy chuẩn nào về rang, thì mọi người thấy rồi đó, mình làm nhiều cái video hướng dẫn á, nó đơn giản, cực kỳ đơn giản, không có khó khăn. Nói chung là nó căn bản là đủ xài rồi mấy anh em, không có cao siêu đâu. Còn mà khi nào mình muốn lên cao siêu thì mình nghiên cứu về học thuật. À, ở Việt Nam mình thì hiện tại là nghiên cứu về học thuật mà mình thấy trên Facebook á, mà nghiên cứu nhiều á, mà sâu xa nha, thật sự luôn á, cũng có nhiều anh em mua sách về đọc nhưng mà cũng chưa có thấy hiệu ứng gì lắm. Nhưng mà ở ngoài Nha Trang có cái anh HK, nói chung nghiên cứu học thuật hơi bị ghê đó. Nói chung là nghiên cứu học thuật vậy cỡ đó, nghiên cứu học thuật mà còn ghi lên giấy lên bảng đồ này kia, vô quán này kia, nhưng mình chưa tới, nhưng mình thấy trên Facebook thì mình nói vậy thôi. Không tin mấy anh em cứ tìm từ HK trên Facebook đi ha, hoặc là máy rang Doraemon nha. À, mình thì mình thấy sao mình nói vậy thôi, mình chỉ biết thông tin tới đó, mình chưa có dịp giao lưu, và sớm muộn gì mình cũng sẽ đi Nha Trang chiến giao lưu mấy anh em đó. Này à, nói chung là rang IMF nó nhàn vậy đó. Thực tế ra không có thời gian thì mua thời gian, mà đó là nguyên tắc chung cho thương mại, nó vậy thôi đó, chứ không phải dạ dột gì đi mua cái máy rang mà 80.000 đô, 100.000 đô và euro gì đó về để chơi đâu mấy anh em. À, đi con mẹt nó sướng hơn đi với con xe Honda vậy thôi, chứ không chả vấn đề gì. À, ở đây thấy mấy anh em không, mình rang không có cần rút cây sâm luôn á, kệ nó luôn. À, thực tế ra là mình không rút nó có lý do phết rắc mấy anh em, là vì mình rang đi rang lại rất là nhiều lần và nó quen rồi, đã quen với cái mã hàng này rồi thì nói chung nó dễ. Mà người ta bảo là chăm hay không bằng tay quen, mà nó không có vụ đó nữa, chứ không phải đơn giản đâu, nên là mới đứng dòm thôi. Chứ còn mà thực tế ra là những cái hàng mà mình rang trên mình làm video á, là mình cũng đâu có rút cái cây sâm cà phê để coi đâu. Nói chung là mình rất là hạn chế, tại vì mình đã xét sẵn rồi và mình đã trải nghiệm nó nhiều rồi, nên mình tự tin thôi, chứ cũng chả có vấn đề gì đâu. Mấy anh em mà cứ rang thường xuyên, rang giỏi vô, ngày nào cũng rang ngày 8-9 giờ, rang riết nó giỏi rồi, chứ cũng chả có vấn đề gì. Thời gian rang nó quý báu lắm á, tại khi người ta đánh giá kinh nghiệm của một người rang, mà đầu tiên nhất là người ta đánh giá về cái giờ rang nó nhiều hay ít, là đánh đâu giá được cái mức độ kinh nghiệm, chứ cũng chả có gì ghê gớm đâu mấy anh em. Nó rất là đơn giản nè, rất đơn giản. À, thì cũng cái mẻ rang này cũng chuẩn bị ao rồi. À, thì đang là 12 phút mấy, 12 phút 29, 12 phút 31 rồi. À, 12 phút 31. Hiện tại bây giờ nhiệt của nó là 196 độ mấy này,
196 độ. Nhiệt hot air của nó là ở bên ngoài 535 độ. Thì 520 độ tới 550 độ là xử lý khói tuyệt vời rồi, nên không thành vấn đề đâu ha. Không thành vấn đề. Đây. Mấy anh em thấy nhìn nó đã không? Hẹt rất là đã. Hiếu hiếu rút ra cái hiếu rút ra cái. À, mình cầm hết đây. Đây. Rồi để vô. Được rồi, xây lại. Rồi xây lại. Ok. Đó, lâu lâu rút ra dần dần vậy thôi. Chứ chả có làm gì đó. Nói chung là rang IMF nó sướng vậy đó. Có nhiều người hỏi mình là sao tối ngày mua IMF đi rang rô không à. Rô Việt Nam số 1 lên rang rô thôi chứ giờ sao. Đúng không? Rô Việt Nam là số 1 thì mình cứ lo mà rang rô thôi. Không. Hiện tại là sao hết phết rắc rồi. Riêng thằng Honduras này thì mình rang sau phết rắc nha mấy anh em. Sau phết rắc là thông thường khoảng 30 giây. 30 giây. Tan này nó khó chịu lắm, nó rắc rỉ rã mệt lắm, mệt mỏi nó lắm. À, nhiều khi xả ra nó vẫn còn rắc nữa. À, chứ không phải đơn giản đâu, nhiều người hỏi là ủa sao mà rang mệt mỏi vậy? Ok, giờ đeo. Ok, để đi. À, giờ nè. Mấy em thấy không có miếng khói nào không? Không có khói. Đó. Nó đơn giản vậy đó, nó có khói. Thằng Honduras này nếu mà anh em nào mà rang mà qua medium chút xíu á, không khéo là bị đổ dầu. À, thằng Honduras này nó khó chịu lắm á, nên là mấy anh em nào có mua Honduras để rang thì cẩn thận. Tại thằng này nó bị hơi khó chịu vậy nè, có nghĩa là khi hết phết rắc rồi đó, mấy anh em vẫn còn nghe lâu lâu một cái rắc, lâu lâu một cái nó nổ một tiếng nhỏ, lâu lâu nó nổ một tiếng nhỏ mà lâu lắm, khoảng cỡ 20 giây 15 giây nổ một cái. Thực tế là nó có một số hạt, có một số hạt cái chất hạt nó không đồng đều hay như thế nào đó, nên là phết rắc là mình được tính từ lúc mà mình nghe nó rắc liên tục 3-4 lần thì mình tính phết rắc, và mình tính kết thúc phết rắc là sau khi nó rắc không liên tục nữa và là mình tính nó không còn phết rắc nữa. À, và giai đoạn develop của mình là mình tính từ lúc bắt đầu nghe rắc nhiều, chứ không phải nghe rắc cái là tính develop, mình không tính vậy. À, thực tế ra develop nó muôn màu lắm. À, thực tế ra có nhiều người thì bảo là chia sẻ develop, thực tế ra là develop nếu chuẩn cứ 18% tới 25% trên suốt quá trình rang là ok. Nhưng thực tế nó còn cái biểu đồ của nó nữa nha mấy anh em. Chia sẻ thì chia sẻ vậy thôi, chứ thực tế trên biểu đồ mới nói chuyện được. Thì mình cũng chưa có rảnh để mình làm cái bài rang tiếp theo về cái profile develop. Thứ nhất là develop nhanh, develop chậm, rồi tại sao này kia, nói chung là cũng hơi dài nhưng mà sắp tới mình sẽ làm. Và mấy bữa nay mình cũng hơi bận quá. À, hơi bận tập trung mình rang hàng cà phê với rang hàng cà phê với mình quay mấy cái video về cà phê trước. Mình vừa out là cái thằng khác nó vô liền à. Bởi rang rất là tích tắc mấy anh em. Honduras. Rất là đơn giản mấy anh em hả? Honduras là mình rang là 30 giây. Rang Ro thì nó khó, mình rang còn được thì nói chung là rang mà A thì quá bình thường đối với cái máy IMF rồi, không có vấn đề gì suy nghĩ hết á. Nói chung là con máy 15kg cũng chưa có triệt để hết giãn cách mình qua bên cái xưởng rang lớn mình quay con 60kg cho mấy anh em tham khảo ha.